Psalms 5, verse 1, 2, and 3. Psalm 5. Give ear unto my words, O Lord, and sing. Give ear unto my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Thank you, dear Lord, for your giving your ear to us and listening to our prayer. Thank you, Lord, for your great God and mighty God who loved us and cared for us every day. Thank you, Father, for your goodness and mercies to us and your faithfulness that raises up every morning and strengthen us and healing baby Thinh Tâm sickness. Thank you, Father. May you guide us today, Lord, as we study, we work, and we teach the kids. Help them, Father, to grow in grace and the knowledge of the Lord, our Lord, Savior, Jesus Christ. Thank you, Lord. We pray on this thing in our precious Savior's name. We pray. Amen. Okay, so we continue our devotion in the book of Matthew, chapter 22. Okay, chapter 22. And in the few last verses. Okay, verse 40, 41, and to the last verses 41 to the last. Matthew chapter 22, verses 41. Matthew chapter 22, verses 41. Okay, to the last. Are you there? Amen. Okay, when the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, "What think ye of Christ? Whose son is he?" And they said unto him, "The son of David." And he saith unto them, "How then doth David in the Spirit call him Lord, saying, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. And if David then call him Lord, how is he his son?" And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions. So now, can you answer the questions of Jesus? If David call him Lord, how he is his son? Okay, so can someone answer it? Okay, now in Vietnamese, trong đoạn kinh thánh Matthew 22 thì chúng ta biết là những người Pharisee, những người Sadducee và những người thầy lịa luật, họ thay phiên nhau để làm gì? Để cám dỗ và để bắt bẻ trong những lời dạy của Chúa. Nhưng mà họ có thành công không? Không, vì tất cả câu hỏi của Chúa, tất cả câu hỏi của họ, Chúa đều trả lời răm rắp hết. Chúa đều trả lời được hết. Bây giờ tới lượt phiên Chúa bắt bẻ họ. Ok, bây giờ tới lượt phiên Chúa Giêsu bắt bẻ họ. Chúa Giêsu hỏi ngược lại họ. Thì khi người Pharisee nhóm họp lại nhau thì Chúa Giêsu hỏi họ rằng: "Về Đấng Christ, là Đấng Messiah, Đấng mà các ngươi trông đợi, thì các ngươi nghĩ thế nào?
Ngài là con ai? Họ đáp rằng, con vua David. Tại vì Đức Chúa Trời đã hứa trong Cựu Ước rằng vua, cái ngôi của vua David sẽ thiết lập mãi mãi. Thế thì đấng Messiah phải đến từ con cháu của vua David. Ok, là con cháu của vua David. Thì đấng Messiah phải là đấng đến từ dòng dõi của David, là con cháu chắc chúc chích của David. Thì lúc này Ngài mới nói tiếp, vậy vì cớ nào mà vua David được Đức Thánh Linh cảm động và gọi đấng Christ mà rằng Chúa phán cùng Chúa tôi. Chúa thứ nhất đó chính là Đức Chúa Trời, là Cha trên trời. Phán cùng Chúa tôi, Chúa tôi đây chính là đấng Christ, đấng Messi. Đức Chúa Trời mới phán cùng đấng Messiah rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Câu hỏi của Chúa Giêsu rằng vậy nếu vua David xưng Ngài là Chúa thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Rồi, ai trả lời giùm thầy coi. Hiểu câu hỏi không? Hiểu câu hỏi của Chúa Giêsu không? Hiểu câu hỏi của Chúa Giêsu không? À, hay là giờ còn đang nằm ngủ? Trong Kinh Thánh chép đấng Messiah, đấng Christ là dòng dõi của David, là con cháu của vua David. Được chưa? Và nhưng mà Đức Chúa Trời lại dẫn dắt David trong cái khải tượng, thì David gọi người đó là Chúa của mình. Thế thì nếu đã là con cháu thì có ông tổ phụ nào mà gọi con cháu mình là Chúa không? Không. Thế thì tại sao David gọi Ngài là Chúa? Mà nếu Ngài là Chúa thì sao lại là con cháu? If Christ is Lord, how come he become the son of David? And if he is the son of David, how come he is the Lord? Chúa Giêsu hỏi cái câu này với mấy người thầy Pharisee, ngài Sadducee và tất cả bọn họ không biết trả lời thế nào, họ câm nín cả. Giờ mấy đứa đây giống giống thầy Sadducee, Pharisee hết trơn hả? Come on. Come on. Who can answer? Lấy ví dụ một người nào đó mà được làm vua, đấng Messiah là giờ đấng vua đó, đấng tể trị đó, thì ông cha của vua được gọi là gì? Ông cha của vua được gọi là gì? Là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tức là cha của vua, đúng chưa? Ông cha của vua không bao giờ gọi ông vua là Chúa của tôi ơi, vua của tôi ơi, không ai gọi vậy hết á. Ông cha của vua luôn gọi vua, ông cha của vua luôn người ta được gọi là Thái Thượng Hoàng, và cha của vua gọi vua là con. Mặc dù con là hoàng đế nhưng mà vẫn gọi là con, vẫn gọi là vua nhưng mà không gọi là vua của tôi ơi. Ok, thế thì tại sao Đức Chúa Trời nói là đấng Messiah sẽ là con cháu của David, nhưng mà David lại gọi người đó là Chúa? Vì sao David lại gọi người đó là Chúa? Cảm ơn. Trả lời được câu hỏi đó đi là xong rồi. Cái điều bổ sinh buổi sáng nay chỉ trả lời đúng một câu hỏi đó thôi đó.
Thi Thiên 110 câu số 1. Đó chính là cái lời của David. Thi Thiên 110. Mình xem thôi. Ủa, David gọi Giê-xu là Chúa hồi nào? Đấng Mê-si là Chúa hồi nào? 110 câu số 1. Thi Thiên của David nói: Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, vậy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời gọi Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Chúa tôi, tức là Chúa của David, là Đấng Mê-si-a. Thế thì tại sao David lại gọi Đấng Mê-si-a là Chúa của Ngài, trong khi Đức Chúa Trời nói Đấng Mê-si-a là dòng dõi, là đến từ con cháu của David? Hiểu câu hỏi không nè? Hiểu câu hỏi không nè? Hả? Này giống giống như vịt nghe sấm quá. Giống như vịt nghe sấm á, tôi nói tiếng Việt mà giống mấy đứa giống như vịt nghe sấm á. Sấm sét đùng 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 vịt nó đi tơ lơ tơ lơ. Hay là gọi là nước đổ lá môn, nước đổ lên lá môn á. Bao nhiêu nó chảy hết bấy nhiêu. Ok. Câu trả lời đơn giản lắm. Mình đã học rồi, Chúa Giê-xu 100% là con người và Ngài 100% là Đức Chúa Trời. Trong thể xác con người, Ngài là con cháu của David. Và trong linh, trong thần linh, Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chính vì vậy cho nên Đức Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ mấy người Pha-ri-si một điều rằng: ta là con của Joseph, con của Mary, là con người theo dòng dõi vua David và đủ quyền thừa kế con ngôi của David, là con cháu của vua David mà, thì có đủ quyền thừa kế của vua David, con cháu của vua David, ngôi của vua David. Và ta cũng là Đức Chúa Trời. Chính vì vậy cho nên David mới gọi ta là Chúa. Mary là một ví dụ khác. Mary là mẹ của Giê-xu, nhưng mà Mary lại gọi Giê-xu là Chúa. Thế thì tại sao? Vì Giê-xu 100% là người và Ngài 100% là Đấng Christ, là Đấng Chúa. Những người Pha-ri-si, những người Sa-đu-si không hiểu được điều này. Chẳng lẽ mấy đứa cũng không hiểu ư? Những người Pha-ri-si họ chỉ nhìn Giê-xu giống như con của một người thợ mộc, con của bà Mary và anh em người và chị em người ở cùng chúng ta. Họ thấy ó đó, Giê-xu đó, nhà của ông đó, ba của ông đó, mẹ anh chị em đó, cũng chỉ là người bình thường, cũng giống như chúng ta. Đó là những gì mà những người Pha-ri-si và người Sa-đu-si thấy. Còn một số người lại thấy, cho nên Chúa Giê-xu mới giải thích cho họ và họ cắt nghĩa cho họ về ý nghĩa trong cái đoạn kinh thánh này. David là tổ phụ của Đấng Mê-si-a, Đấng Christ. Tuy nhiên David chỉ là con người, còn Đấng Mê-si-a lại là Đức Chúa Trời. Chính vì vậy cho nên David phải gọi Đấng Mê-si-a đó là Chúa của tôi. Ok. Vậy đó là câu trả lời đơn giản thôi, có gì đâu. Nếu mà con không tin và không chịu chấp nhận Giê-xu 100% là người, 100% là Chúa, thì con sẽ không bao giờ hiểu được Kinh Thánh. Không bao giờ hiểu được Kinh Thánh. Ok. Ok, hiểu chưa? Hiểu rồi thì let's pray. Thank you, Father.
Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, vì sự nhắc nhở của Chúa. Những người không tin thì không bao giờ hiểu được, những người tin thì mới hiểu. Chính Đức Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời. Ngài đã có từ thuở ban đầu, và Ngài đã đến thế gian nhận lên thể xác làm người. Cho nên Ngài 100% là con người. Chính vì vậy cho nên Ngài mới có thể dâng mình trên cây thập tự để chết thay cho tội lỗi chúng con. Thể xác con người đó đã bị chết, đã bị đóng đinh, đã bị chôn. Vì hiện nay Ngài sống dậy trong một cái thể xác mới, và Ngài là Chúa đã chiến thắng sự chết, đã chiến thắng quyền của âm phủ, và Ngài nắm trong tay chìa khóa của âm phủ và của thiên đàng. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và xin Chúa hãy giúp chúng con hiểu thêm về Ngài và những quyền năng của Ngài. Xin Chúa giúp các em hiểu, tin và hiểu về Chúa Giêsu Christ là Đấng đã ở giữa trong, đã ở trong chúng con. Ngài kinh nghiệm những gì chúng con kinh nghiệm, và Ngài đã vượt qua mọi sự cám dỗ. Và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài đang trông đợi chúng con, cầu nguyện cho chúng con. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin dâng lên cho Chúa tất cả các em, để các em có thể hiểu thêm, tin và hiểu thêm về quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài còn đang hoạt động, khi Đức Thánh Linh còn đang hoạt động giữa chúng con trong những ngày sau rốt này. Cảm ơn Chúa nhiều lắm, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.